Bầy heo khoảng 120 con của ông Đặng Văn Na giờ chỉ còn những con như thế này. Một số con khác chết từ vài ngày trước đã được đem chôn. Mới đầu heo nóng, sốt, bỏ ăn rồi lăn ra chết. Thì kiểm tra coi lấy mẫu xét nghiệm thì bữa nay có mẫu là dương tính. Với dịch tả cho phi. Bệnh này thì mình nghe bên thú y thì nó có thông báo trên đài rồi nếu dướng vào bệnh này thì không có thể nào trị được. thử mình thấy mà cái hiện tượng nó khác rồi mình báo liền với thú y để can thiệp. Tuy nhiên, ở hai ổ dịch trước đó trên địa bàn huyện Châu Thành A và Dị Thủy, người chăn nuôi chỉ báo tin cho ngành chức năng sau 3 ngày tự điều trị cho bầy heo. Theo chi cục thú y tỉnh Hậu Giang, chuyện đó có phần do những biểu hiện ban đầu của dịch tả heo châu Phi rất giống với các bệnh khác nên dễ nhầm lẫn, nhưng cũng không loại trừ tâm lý giấu dịch. Khuyến cáo bà con là tuyệt đối nên không không nên giấu. Vì khi mà chúng ta giấu dịch vậy thì cái mức độ lây lan phát tán cái cái mầm bệnh nó càng ngày càng rộng hơn thì cái nguy cơ bùng phát dịch ở trên diện rộng là 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 khó kiểm soát. Tuy không lây sang người, nhưng dịch tả heo châu Phi lại gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Hiện nay công tác quản lý và kiểm soát dịch bệnh ở Hậu Giang cũng còn khó khăn do phần lớn là chăn nuôi nhỏ lẻ. Với gia đình ông Na sẽ là tiếc đứt ruột khi phải tiêu hủy toàn bộ bầy heo trị giá vài trăm triệu đồng. Nhưng đây là cách tốt nhất. Nếu mình, mình tranh thủ được thì nó đỡ. Chứ đâu có dấu dấu cũng đâu có lại gì. Gặp dịch được cái thì sau này mình xử lý chuồng trại thì mình nuôi là được. Dịch tả heo châu Phi chưa có vaccine phòng ngừa và cũng không có thuốc đặc trị. Chính vì vậy khi nghi ngờ bệnh thì người dân cần báo ngay với ngành chức năng ở địa phương. Có như vậy thì mới hạn chế được những thiệt hại và cũng tránh làm dịch bệnh diễn biến phức tạp.